Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Thì trong video ngày hôm nay, em Quang sẽ quay báo giá toàn bộ xe em Quang đang có tại showroom. Em Quang đang đại hạ giá và gồm rất là nhiều ưu đãi, nhiều phần quà. Quý anh chị cứ liên hệ em Quang sẽ cho quý anh chị một cái giá tốt nhất cũng như là nhiều phần quà hấp dẫn nhất ha. Nên là đừng ngần ngại liên hệ cho em Quang. Giá nào ok cuối năm rồi xả hàng cho quý anh chị mua về để đi Tết nha quý anh chị. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Quang. Thì trong video ngày hôm nay, em Quang sẽ quay báo giá toàn bộ xe em Quang đang có tại showroom. Ngày hôm nay là ngày 29 thì cũng là cuối tháng 2, cuối tháng 11 2023. Thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến xe ngày hôm nay thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang với số điện thoại là 0833088882 để nhận được mức giá ưu đãi tốt nhất, cũng như là địa chỉ showroom của em Quang thì là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Rồi, em Quang thì chỉ mua bán tất cả các dòng loại xe nước đã qua sử dụng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin, có cam kết bằng văn bản đầy đủ hết cho quý anh chị luôn. Thì để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì em Quang sẽ mời quý anh chị cùng vào nội dung chính ngày hôm nay để xem coi lại em Quang sẽ có những xe nào ha, và chúng ta cùng đi thôi. Thì đến với xe đầu tiên em Quang quay cho quý anh chị là một dàn xe đầu tiên ha. Dàn xe đầu tiên thì cũng có khá là nhiều xe sedan. Đây quý chị nhìn thấy, đây là xe đẹp thôi đó. Rồi hiện tại thì em Quang cũng về cũng khá là nhiều xe mới, nhưng mà showroom thì vẫn còn đang rất là trống. Đấy, thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu mua xe, bán xe thì cứ liên hệ cho em Quang ha. Em Quang cần phải mua thêm nhiều xe nữa. Đấy, thì cảm ơn quý anh chị bán xe cho em Quang cảm ơn trước nha. Em xe đầu tiên Quang quay cho quý anh chị là một em BMW đến từ nước Đức, nhập Đức luôn. Sản xuất 2021, Odo 41.000 cây. Hiện tại đây được em Quang chào bán với mức giá là 1.760.000.000 nha quý anh chị. Xe sedan 5 series 520 nha. Cực kỳ đẹp luôn, sản xuất 21. Mặt ga lăng Philip mới nha quý anh chị, xe không còn gì phải bàn cãi rồi. Bao đẹp cho quý anh chị. Nội thất đồ này nọ quý anh chị có thể liên hệ cho Quang sẽ gửi full thông tin xe cho quý anh chị ha. Tiếp theo là một em xe này máy là máy 2.0 Twin Power Turbo, máy xăng số tự động nha quý anh chị. Tiếp theo là một em BMW 420i. Em này thì là Cabrio Form Convertible, chúng ta sẽ có 4 chỗ ngồi, 2 cửa và mui trần. Máy cũng là máy 2.0, máy xăng Twin Power Turbo, số tự động đã được chủ người ta lên đèn bi như quý chị có thể nhìn thấy đây. Đèn bi nha. Đó, xe rất là đẹp. Em này thì sản xuất 2014 và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 1.200.000.000 nha quý anh chị. Xe thì em Quang sẽ cam kết đầy đủ hết cho quý anh chị luôn, nên là quý anh chị cứ yên tâm ha. Tiếp theo, đây là một em. Ok, sorry quý anh chị, ngay chở em Quang là mặt tiền đường nên là sẽ lâu hơi ồn một chút xíu, quý anh chị thông cảm cho em Quang ha. Tiếp theo là một em BMW 320i, sản xuất 2016. Em này thì động cơ B48 nha, Odo 8 vạn và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 735.000.000 nha quý anh chị. Xe không còn gì phải bàn cãi luôn. Đấy, 3 chiếc BMW đầu tiên rồi ha. Tiếp theo một em xe rất là hot, một em SUV 5 chỗ đây. Toyota Corolla Cross bản V, sản xuất 2022. Odo thì là 25.000 cây. Em này nước sơn zin 99.99% cho quý anh chị ha, cực kỳ đẹp. Em này bánh sơ cua chưa hạ luôn, hiện tại đây được em Quang chào bán với mức giá là 735.000.000 bản V nha quý anh chị. Chúng ta sẽ có bản E, bản G, bản V và bản Hybrid, thì đây là bản V, bản kế bản Hybrid ha. Thì công nghệ đồ chơi đồ cũng khá là nhiều. Ở đây là một em BMW Z4. Z4 này thì ngày xưa quý anh chị mua mới giá phải đâu đó là khoảng 2.5 tỷ, bây giờ em Quang bán chỉ còn có 990.000.000 thôi. Tại sao lại rẻ như vậy? Em này em sản xuất 2011 và đăng ký lần đầu sorry quý anh chị, 2011 và form là form 2012. Odo là 67.000 cây chuẩn cho quý anh chị luôn, xe cực kỳ đẹp, có mui trần, 2 cửa, 2 chỗ ngồi ha. Máy xăng 2.0. Đó, xe thì bao đẹp cho quý anh chị. Mua về sẽ có bảo hành cho quý anh chị khi quý anh chị chơi xe nha. Đã được chủ người ta lên đèn nè, lên mâm nè và lên bô ha. Rất là ok. Da thì là da nắp ba khá là đẹp. 990.000.000 thôi nha quý anh chị. Đấy. Rồi kế đó một em xe đến từ Nhật Bản ha. Nãy giờ là cho quý anh chị đi Đức hơi nhiều. Bây giờ mình sẽ cho quý anh chị đi Nhật đi. Đây, một em Mazda CX-5 bản 2.0 Premium, sản xuất 2021 nha. Ở màu trắng rất là đẹp. Nước sơn zin thì cũng khá là mới. Em này thì Odo chỉ mới có
2 vạn thôi thì phải, để quay kiểm tra lại ha. Xe thì cũng vừa mới về, vừa mới lên. Em này em quay vừa mới về, 32.000 cây nha quý anh chị, 32.000 cây. Có hút kính, có loa Bose. Em này hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 735 triệu ha. Quý anh chị muốn biết thông tin chi tiết em xe nào thì hãy liên hệ ngay cho em Quang. Kết bạn Zalo với em Quang với số điện thoại là 0833088882 để nhận được full thông tin xe cũng như là mức giá ưu đãi tốt nhất nha. Em Quang thì hiện tại đang đại hạ giá nên là quý anh chị cứ liên hệ cho em Quang sẽ báo giá chi tiết cho quý anh chị giá ưu đãi nhất. Rồi tiếp theo là một em xe đến từ nước Pháp. Quên đọc giá em kia là 755 triệu nha. Em này thì là Peugeot 5008 bản Alu, sản xuất 2021, odo 19.000 cây, bánh sơ cua chưa hạ nha quý anh chị, màu đen rất là đẹp luôn. Bản này thì bản giữa, đời này chúng ta sẽ có 3 bản GT, Alu và bản thiếu. Thì bản Alu là bản giữa ha, tuy là bản giữa nhưng có cửa sổ chợp panorama toàn cảnh nha quý anh chị. Giá là 850 triệu thôi, xe rất là đẹp nha. Rồi mua Land Rover chưa bao giờ rẻ như lúc này. Land Rover Range Rover Evoque Dynamic, sản xuất 2012. Dòng này thì em quan thấy là các chị em phụ nữ mình đi rất là nhiều ha, nhưng mà không phải là dòng xe này dành cho các chị phụ nữ, không phải là chỉ dành riêng cho các chị phụ nữ mà các anh trai cũng có thể đi được ha. Em này giá chỉ có 750 triệu thôi, xe khá là đẹp, có bảo hành đầy đủ hết cho quý anh chị nha, xe bao đẹp luôn, dán phim đồ này nọ. Rồi đó là toàn bộ xe ở hàng đầu tiên, thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục di chuyển ra đằng sau tới hàng thứ hai nha quý anh chị. Một em Jawa F-Pay đến từ Anh Quốc, sản xuất 2016, odo là 6 vạn, em quay nhớ là odo 59.000 cây. Em này bánh sơ cua chưa hạ luôn, gai góc sừng sùi, bao đẹp cho quý anh chị, nước sơn zin còn hơn 95% nha, cực kỳ đẹp luôn, giá chỉ có 1 tỷ rưỡi thôi. Em này sở hữu khóa động cơ là V6 3.0 Super Chạc nha quý anh chị, chạy cực kỳ ngon, cực kỳ nhanh, mạnh. Công nghệ thì là bao luôn, 2016 mà công nghệ là em quay nói thì là đèn full LED nè. Rồi cửa sổ chờ panorama, rồi âm thanh giải trí loa Meridian của dòng Anh Quốc đó. Và hãng này thì mình có thể là bảo dưỡng detailing cùng với lại tại các đại lý của Land Rover ha. Land Rover và Jawa thì người ta cùng chung hệ thống với nhau nha quý anh chị, cùng chung công ty mẹ. Rồi giá 1 tỷ rưỡi để sở hữu em Jawa F-Pay này nha. Tiếp theo là một em Kia Sorento máy xăng tiêu chuẩn. Thì với tầm giá quý anh chị đang nghiên cứu những em Vios bản G thì đây cũng là một trong những sự chọn hợp lý dành cho quý anh chị, gầm cao, máy thoáng, 7 chỗ. Giá em này hiện tại em Quang đang chào bán là 585 triệu thôi, xe đời cao, sản xuất 2019 nha quý anh chị, xăng tiêu chuẩn. Tuy là xăng tiêu chuẩn thì nhưng mà cũng không thua kém gì với lại những cái bản xe Vios đâu. Có cảm biến trước sau nè, chắc gì là Vios đã có cảm biến trước đâu quý anh chị. Máy 2.4 nè, chạy rất là ngon, đầm chắc, mà mức độ tiêu nhiên liệu thì chỉ có 8 lít cho 100 cây thôi. 7 chỗ nè. Rồi nói chung là bla bla vân vân, mâm, rồi nói chung là bên trong thì cũng không thua kém gì Vios. Có cả ga tự động luôn, rất là đã nha quý anh chị, xe màu trắng. 585 triệu để sổ em xe này ha. Rồi tiếp theo một em xe đang rất là hot trên thị trường, Ford Everest Titanium máy dầu, sản xuất 2021, sản xuất 2022, sorry quý anh chị. Em này thì odo chỉ mới có 10.000 cây thôi quý anh chị à, cực kỳ đẹp luôn. Em quay hiện tại đang có 3 em Everest này. Thì hai em màu đen 2022 và một em màu đỏ 2023 đang nằm ngay đằng sau kia, thì chúng em quan sẽ quay cho quý anh chị xem. Thì em này thì là odo 1 vạn, còn một em màu đen nó odo 3 vạn, giá thành sẽ rẻ hơn. Em kia em mà odo 3 vạn thì giá là 1 tỷ 190 triệu. Còn em này em quay đang chào bán là 1 tỷ 210 triệu ha. Sản xuất 2022 hết luôn. Em này odo 1 vạn cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Dầu turbo titanium một cầu. Đó, cửa sổ chờ panorama toàn cảnh đầy đủ hết. Rồi giá là 1 tỷ 120 triệu để sổ em xe này. Tiếp theo là một em Kia Carnival Luxury, sản xuất 2022, logo cũ nhưng mà đã được chủ người ta độ logo mới ha. Em này thì odo là 59.000 cây, bánh sơ cua chưa hạ nè. Những cái xe lướt thì 10.000, 9.000, 10.000 mà chưa hạ bánh thì chuyện bình thường, nên là em sẽ không nói. Còn những cái xe mà odo nhiều như thế này nè, chắc là em sẽ nói về cái bánh sơ cua. Đấy, xe nào chưa hạ thì em sẽ nói vào ha. Odo 59.000 cây, bánh sơ cua chưa hạ, cực kỳ đẹp nha. Xe này thì là máy dầu 8 ghế 2.2 diesel, mức độ tiêu hao nhiên liệu thì khoảng đâu đó 6 lít cho 100 cây được, 6-7 lít cho 100 cây được hỗn hợp thôi. Và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 1 tỷ 050 triệu để sổ em xe này. Rồi thì nãy giờ cũng đọc giá xe hơi nhiều cho quý anh chị rồi, thì em quan sẽ bổ sung một chút xíu về tất cả các xe ở đây. Những cái xe nào mà sản xuất 2017 đổ lên, em quan sẽ hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị.
lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại đang giảm xuống còn có 10 chấm, 11 chấm thôi. Thì quý chị cam kết với một điều là không bị nợ xấu, còn lại 63 tỉnh thành quan sẽ lo hết cho quý anh chị ha. Thì đó cũng là một trong những dấu hiệu khá là tốt đối với những quý anh chị em nào mà đang muốn mua xe qua ngân hàng để dùng tiền làm những việc khác hay là tài chính hơi yếu thì mua qua ngân hàng. Thì đây cũng là một trong những lợi thế ha. Nhớ cam kết với anh Quang là không nợ xấu ha. Còn lại 63 tỉnh thành anh Quang sẽ lo hết cho quý anh chị luôn. Đó, rất là đã ha. Rồi. Tiếp theo, một em xe đến từ nước Pháp tiếp tục. Em này thì là Peugeot 3008, sản xuất 2021 nha quý anh chị. Em này thì odo 47.000 cây và hiện tại đang được anh Quang chào bán với mức giá là 718 triệu nha. Xe cực kỳ đẹp. Đây, quý anh chị nhìn thấy ha. Bản full luôn, bản này là có cửa sổ trời panorama nè, có đèn viền nội thất đầy đủ hết nha quý anh chị. Bản 3008 là 5 chỗ nha. Đó, rất là đẹp. Rồi em này thì chắc là sẽ sớm thôi. Những cái em xe mà vừa mới về như là Everest với em này là em Quang chưa quay nè, em Quang sẽ sớm quay video và up lên trên YouTube để cho quý anh chị xem chi tiết ha. Hoặc là quý anh chị có thể xem chi tiết bấm vào trong những cái xe mà nãy giờ quay, quý anh chị muốn xem chi tiết bấm vào trong kênh trang của em Quang, bấm vào một video thì em Quang sẽ quay chi tiết từng em xe ở đó, quý chị có thể xem từng em xe ở đó ha. Rồi, giá là 718 triệu để sổ em xe đó nha quý anh chị. Tiếp theo là một em Honda CRV-L nhập Thái, sản xuất 2020. Em này thì odo là chỉ mới có 4 vạn thôi và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 830 triệu nha. Động cơ xăng 1.5 turbo. Em này thì mức độ tiêu hao nhiên liệu thì tầm khoảng 6.9 lít cho 100 cây hỗn hợp thôi, 7 chỗ. Ngồi rất là rộng rãi và chạy rất là ngon. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh bản L mà. Có cả camera hành trình Vietmap. Những cái xe nào mà có những cái công nghệ, những cái đồ chơi mà chủ của người ta lên á, em Quang sẽ giữ nguyên hết, không có lấy ra ha. Rồi 830 triệu để sở hữu em Honda CRV bản L 2020 này, nhập Thái nha quý anh chị. Rồi tiếp theo đây là một em Kia Sorento. Thì cũng như là cái em màu trắng kia, quý anh chị nào mà đang mua tiền nghiên cứu Vios thì đây cũng là một trong những sự chọn hợp lý dành cho quý anh chị ha. Sorento máy xăng tiêu chuẩn, sản xuất 2019. Em này thì odo 5 vạn thôi và hiện tại thì đang được em Quang chào bán với mức giá là 595 triệu ha. Đó, xe màu đỏ, xe hồi nãy thì màu trắng, xe màu đỏ ha. Đầy đủ màu, đầy đủ loại cho quý anh chị lựa tha hồ lựa chọn luôn, thoải mái hết. Và em Quang sẽ nhắc lại một lần nữa, quý anh chị đang quan tâm em xe nào thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang. Em Quang đang đại hạ giá và gồm rất là nhiều ưu đãi, nhiều phần quà. Quý anh chị cứ liên hệ em Quang sẽ cho quý anh chị một cái giá tốt nhất cũng như là nhiều phần quà hấp dẫn nhất ha. Nên là đừng ngần ngại liên hệ cho em Quang. Giá nào ok cuối năm rồi xả hàng cho quý anh chị mua về để đi Tết nha quý anh chị. Rồi ok, thì em Quang sẽ nhắc lại em này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 595 triệu ha. Kia Sorento xăng tiêu chuẩn, sản xuất 2019 nha. Tiếp theo là hai em MPV. Không có bán bà chị đó đâu nha quý anh chị, chỉ bán hai cái xe này thôi. Nên là quý anh chị được comment vào là có bán bà chị lúc nãy hay không nha. Hai cái xe này là hai cái xe MPV siêu to khổng lồ, cực kỳ ngon, cực kỳ sướng, rộng rãi, bao quý anh chị đi Bắc Nam luôn. Thì em Quang sẽ quay con màu đỏ trước đi, bởi vì em màu đỏ này thì giá thành sẽ cao hơn. Thì mình mới có lý do content để nói cái xe màu đen kia. Kia Sedona dầu full, sản xuất 2020, odo 36.300 cây. Đã được chủ người ta lên bảy bước và khá là nhiều đồ chơi ở bên trong xe. Xe thì rất là đẹp, odo chuẩn cho quý anh chị nè. Nước sơn bao zin cho quý anh chị ha. Không chỉ riêng em này mà tất cả cái xe đây nói chung sẽ bao odo chuẩn hết cho quý anh chị luôn. Xe có sao nói vậy, không có giấu giếm khách hàng ha. Sơn dặm nói sơn dặm, xe đẹp nói xe đẹp, tua đồng hồ nói tua đồng hồ, xe chuẩn odo là nói chuẩn odo ha. Quý anh chị cứ yên tâm ha, bao hết cho quý anh chị. Em này thì hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 910 triệu nha quý anh chị, 910 triệu để sở hữu em xe này thôi. Rồi, tại sao em Quang lại quay màu đỏ này chứ mà bây giờ em Quang mới quay màu đen này đúng không? Bây giờ màu đen này giá thành sẽ rẻ hơn. Thì quý anh chị nào mà đang tìm một chiếc Kia Sorento giá thành rẻ hơn thì đây. Kia Sorento sản xuất 2019. Em Quang đang chào bán với mức giá là 865 triệu thôi. Nhưng mà tại sao trên một đời mà bán lại rẻ hơn gần hơn 50 triệu như thế này? Bởi vì em này là odo odo là 7 vạn nha quý anh chị. Nhưng mà xe thì rất là đẹp, bao chuẩn cho quý anh chị luôn. Không còn gì phải bàn cãi đâu. Xe này mua về chỉ đổ nhiên liệu và là chạy thôi. Đó. Và em Quang xin một lần nữa, bây giờ em Quang đang di chuyển ra đằng sau thì em Quang xin một lần nữa nhắc lại với quý anh chị ha. Kia Sorento dầu full nè, 2019 nè, giá 865 nè. Kia Sorento 2020 dầu full 2.2 diesel số tự động, cả hai xe luôn. Thì em này giá là 910 triệu nha.
Thì tôi xin một lần nữa nhắc lại là tất cả các xe đang quay sẽ cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin, bảo hành đầy đủ hết cho quý anh chị lên tới 12 tháng 20.000 cây. Xe đầy đủ hai chìa khóa, đồ nghề bánh sơ cua nếu như xe đó có luôn luôn đầy đủ nha. Và những cái xe nào mà sorry quý anh chị mua xe nào tại showroom Kim Quang kể từ ngày em Quang giao xe cho quý anh chị là sẽ bao cho quý anh chị là không có phạt nguội ha. Em Quang sẽ xử lý hết nên là quý anh chị cứ yên tâm. Rồi em này là Kia Carnival màu đen thì em Quang cũng sẽ lướt qua bởi vì xe đã nhận cọc rồi ha. Lướt qua em này luôn. Đây. Everest đặc biệt. Everest này tại sao em Quang là đặc biệt? Em này thì là sản xuất 2023 nha quý anh chị. Ford Everest Titanium máy dầu một cầu 2023. Odo em này thì chỉ mới có đâu đó là khoảng 20.000 cây. Tuy là 23-20.000 cây thì cũng khá là nhiều đó. Nhưng mà xe thì đẹp, chủ người ta đi rất là kỹ nha. Người ta đi nhiều thôi nhưng mà xe ta đi rất là kỹ. Người ta đã lên cho chúng ta một cái mặt ga lăng kiểu Ford bự nè. Camera 360 đây là bản update ha. Bản này là bản mở tính năng ẩn rồi nên là ok đó. Cuối 22 là đã mở tính năng ẩn hết rồi. Hãng mở nha chứ không phải là người dùng mở nha quý anh chị. Thì đã được chủ người ta độ một cái mặt ga lăng kiểu Ford bự đây. Nhìn khá là đẹp, khá là giống F150 ha. Khá là giống những cái xe F150, F450 gì đó. Tầm đó. Cảm biến trước sau đồ đầy đủ hết luôn. Con này thì quá nhiều công nghệ rồi, quá đã rồi. Titanium một cầu 2023, Odo 20.000 cây. Hiện tại em này đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 245 triệu nha quý anh chị. Thầy cho quý anh chị xem. Chuẩn giá hết, ở đây em Quang bán xe là chuẩn giá có bản hết ha, 1 tỷ 245 triệu để sổ em xe này nha quý anh chị ha. Ford Everest Titanium, máy dầu một cầu, bao đẹp cho quý anh chị luôn. Đăng kiểm tháng 4/2026, xe vừa mới về. Đó, 1 tỷ 245 quá rẻ. Rồi, tiếp theo Land Rover Autobiography Supercharged 5.0, máy 5.0 nha, máy xăng số tự động. Sản xuất 2013, xe cực kỳ đẹp. Odo chỉ mới có 9 vạn thôi, bao đẹp cho quý anh chị. Công nghệ thì miên man luôn. Hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 2 tỷ 790 triệu nha, 2 tỷ 790 thôi. Một cái mức giá quá hời. Mua em này ngày xưa phải 8-9 tỷ, bây giờ còn có 2 tỷ 790 thôi. Quý anh chị nào mà muốn mua về trải nghiệm để trước khi mình quan tâm với những cái con xe mới thì cứ tới mua em xe này của em Quang về trải nghiệm thử vài tháng. Em Quang bao quay đầu cho quý anh chị và đặc biệt là có cả bảo hành cho quý anh chị nữa ha. Đó, 2 tỷ 790 để sở hữu Land Rover Autobiography 5.0 Supercharged đó ha. Rồi, tiếp theo lại là một em Kia Sedona dầu full. Em này thì được cái là sản xuất 2021 nha. Nói về MPV thì em Quang đang còn khá là nhiều xe. Đó, MPV đây. Kia Sedona dầu full sản xuất 2021 đã được chủ người ta lên đèn nè, 4 cái lớp mới toanh luôn. Độ nội thất bên trong là nội thất LED LX570 bản MBS nha. Tại sao chủ người ta lại độ nội thất như vậy thì cũng không giấu giếm gì quý anh chị khách hàng đâu. Xe này Odo chuẩn là 7 vạn. Đấy, đồng hồ chuẩn hết luôn. Nên là cái việc mà ngồi ghế lâu thì cái ghế nó sẽ hơi bị nhăn một chút xíu. Nên là chủ người ta cũng rất là kỹ, người ta đã độ lại hết cho chúng ta một bộ nội thất Lexus LX570 MBS rất là đẹp ha. Mình về không cần phải làm gì thêm. Xe bao đẹp cho quý anh chị luôn. Đó, miên man. Mua về là không còn gì phải bàn cãi ha. Em Quang đang chào bán với mức giá là 990 triệu nha quý anh chị để sổ em xe này. Kia Sedona dầu full 2021. Quá nhiều đồ chơi, quá nhiều công nghệ luôn. Rồi, thì đó là toàn bộ những xe mà em Quang đang bán trong showroom em Quang ngày hôm nay. Đằng sau thì là dàn xe cổ rồi. Đó, thì cũng có một em xe này vừa mới về. Đây, một em McLaren 650S. Thì em này em Quang quay chơi cho quý anh chị xem thôi. Em Quang cũng vừa mới lên một cái video full chi tiết em xe này, quý chị có thể vào trong một video của em Quang để xem xe này ha. Ở đây thì ai đóng cửa không chặt nè quý anh chị. Em Quang sẽ đóng lại bởi vì đóng cửa không chặt như thế này thì sẽ làm hết bình xe ha. Đây, đóng lại chặt nó sẽ mới đóng cái cửa sổ lại. Rồi, xe rất là đẹp. Ở đây thì nay cũng trang trí cây thông. Sắp tới đang nghiên cứu làm những cái ưu đãi, làm những cái ưu đãi cho quý anh chị và khách hàng mua xe tại siêu thị ô tô Hà Nội, những phần quà hấp dẫn nè, cực kỳ đã luôn. Rồi, thì đây để em Quang kiếm đồ cái máy lên đã. Đây em Quang nè, Rồi, không biết quý anh chị có thấy em Quang rõ hay không. Rồi,
Thì ok, thì đó là toàn bộ những xe mà em Quang đang có tại showroom của em Quang trong video ngày hôm nay. Nếu quý chị mà đang có quan tâm một em xe nào thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em Quang với số điện thoại là 0833088882. Đừng ngần ngại, nhấc máy lên liên hệ sẽ có mức giá ưu đãi tốt nhất. Cũng như là nếu mà muốn, ok, cứ đến thẳng showroom của em Quang với địa chỉ là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi, nằm giữa lòng Sài Gòn gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Rồi thì em Quang xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi cùng em Quang hết video ngày hôm nay. Thì nếu quý anh chị thấy video này hay cho em Quang xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang nha. Và trong thời gian vừa qua em làm video mà có những cái gì chưa hay thì quý anh chị cứ mạnh dạn đóng góp ý kiến cho em Quang để em Quang cải thiện video ngày càng một tốt hơn. Có những chỗ nào mình cũng mới làm kênh nên là sẽ có những cái chỗ sai sót, nên là rất mong được quý anh chị đóng góp cùng em Quang. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều, kính chúc quý anh chị xem video thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, trong công việc thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn nha. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Bye bye.